Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, 20 tỉnh thành phía Nam đã có hơn 25.000 ca mắc sốt xuất huyết và 6 ca tử vong. Hiện bệnh sốt xuất huyết đã liên tục gia tăng tại các tỉnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Nai. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết. Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp vì phía Nam đang là mùa mưa, nhiều nơi nước tụ nhưng không được dọn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, người dân chưa có ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết mà ngành y tế đã khuyến cáo. Mùa mưa, độ ẩm cao là yếu tố thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết phát triển. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh như diệt bọ gậy, lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ.